Huy Phúc Ô Tô. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Tiếp tục ngày hôm nay, bên em sẽ review và chào bán tới quý anh chị mẫu xe Toyota Innova sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2006. Đây là một trong những chiếc xe có mặt đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Toyota Innova. Đây là bản G. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 235 triệu. Trong ngày hôm qua và hôm kia thì em đã quay hai chiếc. Một chiếc 2011 em chào bán với mức giá là 330 triệu đồng. Và một chiếc là 2009 chào bán với giá là 295 triệu. Và chiếc xe này là 2006 em đang chào bán với mức giá là 235 triệu đồng. Với mức giá trên thì bên em đã có bao phí rút hồ sơ cho các bác rồi. Quý vị anh chị nào mà quan tâm đến các cái mẫu xe 7 chỗ thuộc dòng Innova thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng bên em theo số điện thoại hotline là 0947 535 262 hoặc là 0983 569 097. Hai số điện thoại trên thì bên em luôn luôn ghim trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả quý vị nhé. Em sẽ quay xung quanh xe một lượt và em sẽ quay chi tiết chậm để cho quý vị anh chị xem và đánh giá chất lượng xe. Đây, dòng Innova thì bên em còn rất là nhiều quý vị nhé. Cái cửa này thì em chưa đóng chắc này. Lái xuống xe này em chưa đóng chắc. Em sẽ quay rất là từ từ thôi và chậm để cho quý vị anh chị có thời gian để ngắm xe. Xung quanh xe một vòng. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết, từng chi tiết một của xe nhé. Đây là phần đầu của xe. Về phần đầu của xe thì cặp đèn pha. Với cặp đèn pha phía bên tài này thì đã cũng có xuống màu hơi ố vàng một chút rồi. Thì cái đèn này thì bên em sẽ cho mở ra và đánh bóng lại. Theo thời gian thì nó bị ố vàng một chút. Cặp đèn pha phía trước cũng như là cặp đèn gầm đều có ốp mạ viền chrome cao cấp, rất là đẹp luôn. Mặt ga lăng có ốp mạ viền chrome. Chiếc xe này biển số Hải Phòng quý vị nhé. Còn riêng chiếc đèn phía bên phụ này thì còn rất là sáng và ok luôn. Ốp mạ viền chrome rất là đẹp. Kể cả đèn gầm cũng có viền ốp chrome rồi. Về phần thân vỏ và nước sơn thì sơn zin của chiếc xe này còn khoảng 70% thôi quý vị nhé. Sơn rất là bóng đẹp. Năm 2006 thì có những chỗ đôi chỗ là xước xác rồi thì bên em đã có cho tỉa lại rồi. Sơn zin thì chỉ còn khoảng 70% thôi. Đây là góc nhìn của chiếc xe được nhìn từ phía bên phụ. Đấy, em sẽ quay sát lại để cho các bác xem cái phần nước sơn. Quay góc độ chéo này để cho quý vị nhìn sơn nhé. Sơn xí rất là sạch sẽ. Các cái phần ghép nối giữa thân vỏ xe, cánh cửa còn rất là kín khít luôn. Rất là kín khít. Tay nắm ở cửa ngoài thì có ốp mạ viền chrome rồi. Rất là kín khít và đồng đều. Không có dấu hiệu của sự va chạm đâm đụng. Phía sau gương thì có ốp chrome và trên gương thì có một chút xước sát. Có viền chân kính mạ chrome rồi này. Có vẻ che mưa rồi. Một chiếc xe thì cũng trang bị khá nhiều đồ. Và bốn quả lốp ạ. Đây, bốn quả lốp còn khá là dày các bác nhé. Chạy 3-4 vạn thoải mái luôn. La răng đúc. Với dòng Innova G thì là có 4 la răng đúc. Phanh ABS. Gương kính chỉnh điện. Điều hòa 2 dàn 3 vùng. 2 túi khí. À, xin lỗi quý vị nhé. Chiếc xe này chỉ mới có 1 túi khí thôi. 1 túi khí trên vô lăng thôi. Na răng và lốp phía sau. Bốn quả lốp này.
đi mua xe thì các bác cũng phải chú ý vào lốp, bởi vì là bốn quả lốp này phải thay thì cũng gần chục triệu đồng rồi. Mỗi quả lốp tầm khoảng 1,8 đến 2 triệu. Phần phía sau, hai cụm đèn phía sau thì cũng đã được ốp mạ viền chrome. Phần nhựa gọn rất là sáng, không có dấu hiệu của sự va chạm đâm đụng, không mờ bóng. Chỉ riêng có một chiếc đèn phía bên tai nó hơi ố vàng một chút, thì bên em sẽ cho đi đánh bóng lại đèn quý vị nhé. Innova G có gạt nước mưa phía sau, có phun mưa rửa kính phía sau đây các bác nhé. Đây, có đuôi cá đằng sau rồi, có cảm biến lùi. Đấy, xe có cảm biến lùi. Đèn phía sau bên tai, đây là góc nhìn của chiếc xe, được nhìn từ phía sau bên tai. Sơn xi nước sơn bóng đẹp, sơn zin chỉ còn 70% thôi. Xe sản xuất năm 2006. Thường thường những chiếc xe ra đời đầu thì lớp từ tôn vỏ cho đến tất cả các chức năng cho đến nội thất thì làm rất là ok luôn các bác nhé. Lốp phía sau bên tài, quay và dừng hình lại một chút nhé. Lốp rất dày luôn này, chắc chắn là đi tầm khoảng 3-4 vạn nữa thì mới phải thay. Các bác hoàn toàn yên tâm về 4 quả lốp này. Tay nắm cơ mở của ngoài mạ chrome, nẹp chân kính mạ chrome, về che mưa, tất cả còn đầy đủ ok hết. Các phần ghép nối này rất đồng đều và song song với nhau giữa các cánh cửa. Lốp phía trước bên tài, 4 quả lốp rất là ok. Và chiếc xe này thì còn đăng kiểm đến tháng 7 năm 2021 quý vị nhé. Ok, bây giờ em sẽ chuyển vào phần nội thất. Trước khi vào phần nội thất thì em sẽ mở hết cửa ra cho sáng nhé. Đây là phần nội thất của chiếc xe. Cam kết cho quý vị là tất cả keo chỉ zin nguyên bản, không mất phân keo chỉ nào, không mất một chiếc đinh bấm nào quý vị nhé. Và giá thành của chiếc xe này 235 triệu đồng cho một chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2006 phiên bản số sàn, keo chỉ zin 100% luôn. Các cái nếp dập hần, dập chìm, dập nổi còn nguyên các bác nhé. Cam kết không đâm đụng, không taxi dịch vụ. Tất cả phần nỉ còn nguyên bản này. Quý vị hãy nhìn nhé, những cái phần bọc da này, bọc nỉ này. Xe nào mà như thế này thì mới là còn zin nhé. Còn xe nào bọc da rồi thì nó là bọc lại rồi nhé. Còn zin luôn. Các cái ốp giả vân gỗ đều còn cực kỳ đẹp luôn. Đây là cổ cánh bên tai này, điều khiển tổng, gương kính chỉnh điện, mặt gương chỉnh điện, có khóa chống trộm. Xe được trang bị một túi khí trên vô lăng, ghế xa, ghế da thì không có bị sờn rách các bác nhé. Táp lô táp ly cực sạch sẽ luôn. Xin phép quý vị anh chị là em sẽ quay thật là kỹ càng nhé. Ở đây thì có vài phần keo người ta gắn cái gì lên đây này. Phần táp lô thì rất là sạch sẽ rồi, không bị khoan đục. Với mẫu xe này thì được trang bị màn hình DVD và có tích hợp cam lùi rồi. Điều hòa 2 dàn 3 vùng. Đặc điểm của những chiếc xe Innova G là có 2 dàn điều hòa và 3 vùng.
tất cả các phần nhựa này, 4 chiếc tappi này, phần nhựa này và các cái phần ốp giả gỗ trên cái tappi này còn cực kỳ đẹp luôn. Đây là phần tappi của cánh bên phụ. Rất đẹp luôn nhé. Ghế da bên phụ. Và chiếc xe này thì được bọc trần 3D rồi. Rất là sang trọng. Đây là tappi của cánh bên tài phía sau. Đấy. Các bạn hãy quan sát tất cả các cái ốp vân gỗ trên tappi này. Còn rất là đẹp luôn. Nguyên bản theo xe quý vị nhé. Các cái phần nhựa thì keo chỉ bên em cam kết rồi, zin 100% luôn. Ghế da phía sau. Cốp phía sau của Innova. Và chiếc xe 7 chỗ quý vị nhé. Cả cái phần nhựa bên trên cốp này. Cam kết cho các bác là keo chỉ zin 100% luôn. Còn một chiếc tappi của phía sau bên phụ nữa. Tappi của phía sau bên phụ. Ốp giả vân gỗ này. Cực kỳ đẹp luôn. Xe tư nhân quý vị nhé. Sẽ quay chậm vào các góc cạnh. Rồi còn một phần nữa là phần khoang máy. Trước khi vào phần khoang máy thì sẽ để máy lên. Ok. Chiếc xe này thì chạy 16 vạn 6, gần 17 vạn rồi quý vị nhé. Gần 17 vạn. Máy móc thì khá là êm. Vòng tua. Vòng tua thì có ổn định ở mức 800. Trên bảng hiển thị này thì không có lỗi quý vị nhé. Ở đây này thì thứ nhất là báo hết xăng rồi. Thứ hai là đang trạng thái mở cửa và ở trạng thái phanh. Không có bất kỳ lỗi nào hiện lên trên đây. Rất là êm luôn. Máy sạch sẽ. Đảm bảo cho quý vị là máy không có dầu mỡ chảy ra trong khoang máy. Tất cả các nước tôn bên trong này. Trong khoang máy còn rất đẹp. Và đây là chiếc Innova G. Đặc điểm của phanh ABS quý vị nhé. Đó. Còn lại thì mọi thứ rất là ok, sạch sẽ. Quý vị cam kết bằng văn bản cho mọi người xe không bị đâm va, không bị tai nạn, không ngập nước, keo chỉ zin 100%. Quý vị anh chị nào đang cần mua một xe 7 chỗ để đi gia đình hoặc là đi dịch vụ, đi du lịch thì quý vị anh chị hãy nhấc máy gọi điện cho em theo số điện thoại 0947 535 262. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các clip lần sau.